Hai chủng virus lưu hành gây dịch sốt xuất huyết tại phía Nam qua biểu đồ diễn tiến ca mắc theo tuần do Viện Pasteur TP.HCM tổng hợp. Trong 4 tuần gần đây, ca mắc sốt xuất huyết chiếm 50% tổng số ca tích lũy từ đầu năm. Tương tự, ca tử vong cũng chiếm 45%. Năm nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nặng cũng có chiều hướng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với 2 năm cùng kỳ 2020 và 2021. Chuyên gia Viện Pasteur TP.HCM nhận định sốt xuất huyết trong những tháng đầu năm nay chưa đạt đỉnh và có sự lưu hành song song hai chủng virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết. Chủng virus dengue gây ra sốt xuất huyết năm nay vẫn là đen 1, chủng đen 2 giảm xuống đáng kể. Nhiều năm qua, ngành y tế không ghi nhận chủng đen 3 lưu hành ở phía Nam. Tuy nhiên, qua xét nghiệm PCR ngẫu nhiên ở 3 tỉnh thành có dịch sốt xuất huyết nóng là tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai, chủng virus dengue được phát hiện là đen 2.